Thằng Giang tôi chấp một cái còn sợ kìa. Anh à, vô bắt em nhỏ xuống giùm em cái nè. Khép cái cửa lại luôn nè.
Bánh nó sợ. Nổ à, rình đi tiếp nổ. Đâu mà đẳng cấp mày sao rình nổi nước này. Mày thấy canh người ta đang sai mang chiến thắng đâu phải không? Đâu nó thấy cửa đang chắc vậy á. Mày mới âm thầm nhờ sập con tưởng về. Sao mày đè ta không à? Không đánh mày đè không à? Để đó đi cũng được nha. Anh nhớ tôi là tỷ số rồi. Anh nhớ bàn thôi. Mời. Đâu? Thank you.
Hành luộc cái hồi vô mấy hành. Biết tôi lên ngựa thế nào cũng phải nhảy cũng cản Hãy
nước nè, 1 2 thấy không? Cho ăn luôn nè. 3 4 rồi, nếu là 1 từng bên luôn. Đếm nước nhục nhục lên. Thấy không? Mấy rồi? Bốn rồi. Bốn. Năm. Sáu. Tự bên thương bên. Bảy. Em thiếu nước. 17. Em đi lại không anh, em thiếu nước. 17. 18. 19. Rồi thua đây. Anh đếm thiếu tùm lum. Nhanh quá đi mấy giây không? Anh đếm nước vậy thiếu nước quá. Nó tăng vô rồi. Có hai nước luôn cũng vậy mà. Không phải nhưng mà đếm vậy thiếu nước quá, phải không? Tại đi nhanh quá, đi hai cái đếm một. Chứ cờ đó là bây giờ nếu mà đủ thời gian cũng trong trăm nước của mình. Đúng rồi, tướng bên, tượng bên, tướng bên, tượng bên, tượng bên, tượng bên. Ừ, thiếu nhiều quá. Lúc đầu mình không đến. Vậy là bóc đều không? Đều.
xe hàng nó ngon. Cứ nhớ 2-1 đi, đúng đúng 2. Nhớ vậy nó dễ quên. Bàn nào thắng 3 bàn, 2-1 là 3 bàn phải không? Thôi tính 1-0. Tính vậy thì hai vòng 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 nó dễ quên. Nhớ 1-0 được. Nhớ 1-0 được rồi, nhớ vòng. Như chứ anh cộng. Hồi anh mới biết 20 bàn. Chứ biết. Nếu mà đến như vậy hồi quýnh mấy bàn anh cũng không biết luôn á, thiệt á. Rồi nó đi. Anh lấy cái giấy đi, miếng giấy tôi ghi cho, lấy cái nè. Anh tính cách tính của anh vậy, hồi anh không biết. Hồi quýnh nhiêu bàn rồi, tôi không biết gì hết. Không, anh làm trọng tài tôi hỏi anh là không biết gì hết. Muốn tính kiểu đó cũng được. Tính đây quá dễ, 2-1. Rồi, rồi. Tức là 3 ván. Quá dễ. Khỏi có lộn gì hết. Gian đầu tàu lao rồi thắng với gì không, tại thấy thắng quýnh dễ, thường thường thấy thắng sơ, thường thường thấy thắng cái quýnh trời vô gì? Chốt cũng được, né xe vô chiếu cũng được, xong mình đi khóa sau trời đỡ quýnh võ căn bản, tự nhiên cầm pháo ra, chỉ có cầm pháo ra thôi đi lên cũng được. Alo. Nó biết mà nổ máy mà. Ghi anh thấy rất rõ hình rồi sao? Làm chỉnh nó rồi mà. Một bên hàng tôi là Việt nè, bên kia là dân nè, phải không? Nè. Một nè, hai nè, bên nó một nè. Hai cái gì vậy? Ghi vậy cho nó dễ. Ghi gì là ba dán rồi. Mệt quá, không biết. Đưa em ghi cho. Anh ghi hồi không mà không nhớ. Không bao giờ lộn hết á. Không có trừ nha. Không có trừ gì hết á. Anh hai nè, thầy một nè. Trời ơi, anh ghi cái đá banh mà. Cái số Việt Nam dễ quá, anh ghi cái số La Mã. Không có La Mã, tôi ghi số vuông. Không anh ghi đi, đủ đủ thôi à, không có sai đâu. Không ghi hồi khó đếm cái kia. Không có đếm gì hết. Cái kia quýnh bao nhiêu bàn tao biết luôn. Tao ghi không đủ giấy. Không, giấy nhỏ. Sống luôn giấy thì kiếm miếng nữa. Thôi, có gì đủ à. Ghi của anh đủ. Ghi người ta ghi gì đó. Chữ Việt Nam thì sao dễ. Thank you.
Alo. Cái gì? Rồi, nói đi. Rồi, tắt cầu dao 4 cái ở ngoài. Xong rồi gắn cái núm đó vô. Gắn ngay cái ổ cắm á, có cái ổ cắm á. Rồi gắn cái núm vô cái máy phát điện. Gắn máy phát điện gắn cái núm vô trong kia chưa? Ủ điện ngay cắm cái quạt ngoài á. Rồi gắn cái ủ điện rồi đúng không? Thì lo cái máy phát điện ra chưa? Rồi bây giờ kéo cái e nó ở dưới cái bình xăng con á, có cái cần á, gạt ra cái cần mà tôi cái cần ở dưới cái bình xăng con á, biết không, có cái cần nhỏ không phải gạt nó nước on, cái nước on là bình xăng, xăng đâu có gạt đâu có để y vậy, có cái cần ở trong ngay cái chỗ kế nước on, dòm thẳng vô, dòm xéo xéo bên tay phải, ngồi dòm vô bên tay trái chứ. Có cái cần vuông vuông. Thì rồi để kéo đâu cái cần vuông vuông nhỏ bằng sắt á, thấy không? Thấy chưa? Bằng sắt mà không biết màu gì đó, màu sáng sáng đó, màu sắt đó. Mày gọi Zalo đi. Tao chỉ cho. Kêu mày gọi Zalo đi. Gọi Zalo có hình đi. Alo. Không, lục sổ. Tự do nữa. 3.
đưa điện thoại cho nó quay vô cái máy phát điện đi. Quay vô cái máy phát điện coi, quay cái điện thoại vô cái máy phát điện. Sao? Cứ quay vô đi, chỉ cho. Quay cái điện thoại vô cái máy phát điện. Mày nghe tao nói thôi. Rồi. Đi qua bên tay trái của mày á. Đi vòng qua bên tay trái. Rồi ngồi xuống. Ngay cái núm trắng trắng, ngay cái bầu đen đen á, vòng ngay ngồi xuống. Ngay cái bầu đen đen có cái cần á, thấy cái cần không? Cái bầu đen đen, đừng có giờ bên đó, qua bên tay phải trái, qua bên tay trái. Có cái cần bên đây, bên tay trái mà. Đó, cái cần đó đó, kéo vô. Kéo vô. Ờ đúng rồi, cái cần đó đó kéo vô. Rồi, giật máy nổ, bật cái nút kéo vô. Kéo vô. Rồi, đừng có bật ra, kéo vô là được rồi. Rồi. Kéo vô. Kéo vô để đi. Rồi. Xong rồi lên trước, bật cái nút on. Bật cái nút on lên. Ừ. Rồi, giật máy nổ. Cầm cái điện thoại đi. Rồi trả cái cần lại. Cái cần đó đó trả lại. Trả cái cần lại. Máy, máy nổ chưa? Trả cái cần lại. Trả cái cần mới gạt á. Trả lại. Trả lại thôi từ ngay đầu. Rồi chưa? Máy nổ chưa? Rồi bật cái, rồi bật cái CB lên. Bật cái CB lên. Quay vô ngay CB. Ờ bật lên. Bật lên. Rồi có điện chưa? Tắt hết điện trong nhà chưa? Tắt hết điện trong nhà chưa? 20. Rồi có điện thì bấm lên đi. Con này lên. Ở đây mình đi chốt xuống dở quá ta.